Trong sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục bước vào buổi tập thứ 3 tại làng thể thao. Trước khi bước vào buổi tập, trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ông Phan Anh Tú đã dành ra ít phút để động viên và khích lệ tinh thần của các cầu thủ trước những trận đấu khó khăn tại ASEAN 18 sắp tới. Sau các bài tập khởi động để nâng cao thể lực, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chia ra hai đội hình để thi đấu đối kháng nhằm tìm ra phương án chiến thuật phù hợp nhất cho đội tuyển. Nhìn chung, các cô gái của chúng ta đều đang cho thấy sự tự tin và tinh thần thoải mái trước ngày ra quân. Quan trọng hơn, 100% các cầu thủ đều đang đạt thể trạng sức khỏe tốt nhất. Cũng trong chiều ngày hôm nay, các cô gái của chúng ta sẽ đến sân để theo dõi trận đấu đầu tiên thuộc bảng C giữa Nhật Bản và Thái Lan. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu then chốt với đại kình địch Thái Lan trên sân Bumi. Nếu như có thể giải quyết tốt trận đấu này, gần như chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ trở thành một trong hai đại diện của bảng C đi tiếp vào vòng trong